khởi tố nhóm đối tượng mở tiệc ma túy tại quán karaoke. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận thuê phòng quán karaoke nhằm tổ chức tiệc ma túy, đồng thời gọi thêm nữ nhân viên phục vụ cùng bay lắc. Cơ quan cảnh sát điều tra CSTT, Công an huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can. Bùi Văn Thắng, sinh 1990, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên. Đoàn Văn Quyền, sinh năm 2002, ở xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên. Đinh Văn Linh và Nguyễn Hồng Trang, cùng sinh năm 1997, trú phường Tân Bình, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình về hành vi mua bán, chứa chấp và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, ngày 25 tháng 5, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp Công an xã Kênh Giang kiểm tra quán karaoke gia đình, thôn trại trên. Xã Kênh Giang phát hiện nhóm đối tượng nam nữ có hành vi sử dụng chất ma túy tại phòng VIP2. Ngoài 4 đối tượng trên còn có 7 người khác. Tăng vật thu giữ gồm 2,79 gam ma túy ketamine, một tẩu cuốn tự chế, một thẻ ATM dùng để xào, kẻ ma túy. Kết quả xét nghiệm xác định Nguyễn Văn Thuận, xã Kênh Giang, Thủy Nguyên, Đoàn Văn Quyền, Nguyễn Văn Cảnh, xã Kênh Giang, Thủy Nguyên, Đình Văn Linh dương tính với ma túy MDMA và ketamine, Nguyễn Hồng Trang dương tính với ma túy MDMA, Triều Thị Hiền, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, Lò Thị Ngân, xã Triền Phùng, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, dương tính với ma túy ketamine. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận thuê phòng quán karaoke nhằm tổ chức tiệc ma túy, đồng thời gọi thêm nữ nhân viên phục vụ cùng bay lắc. Riêng đối tượng Bùi Văn Thắng, chủ quán còn kiêm luôn việc cung cấp chất ma túy để bán kiếm lời. Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đã khởi tố Bùi Văn Thắng để điều tra, xử lý về hành mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, khởi tố 3 đối tượng Đoàn Văn Quyền, Đinh Văn Linh và Nguyễn Hồng Trang về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Vụ việc được Công an huyện Thủy Nguyên tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.